Thì anh chị biết rằng song thai đó là một cái thai kỳ nguy cơ cao vì nguy cơ bệnh tật và tử vong chu sinh cao. Thì tử vong chu sinh nếu mình làm một cái so sánh với đơn thai của song thai thì như thế nào? Song thai một bánh nhau, cái tử vong chu sinh tăng gấp 13 lần. Và song thai hai bánh nhau thì nguy cơ cái tử vong chu sinh nó tăng gấp 5 lần. Thì sinh non là cái nguyên nhân chính của tử vong sơ sinh trong cái song thai. Và những cái thai kỳ song thai thì trên 60% song thai nó sẽ sinh non trước 37 tuần. Thì tần suất của song thai hay đa thai nói chung là khoảng 3% dân số. Và ngày càng tăng, đó là vì chúng ta biết rằng người mẹ họ mang thai ở cái tuổi thai càng lớn. Ví dụ năm 1900 thập niên 80 thì chỉ có 1/4 các thai phụ là trên 30 tuổi có thai. Nhưng mà đến cái thập niên 2011, thai tử đi thì đến gần một nửa những cái phụ nữ mang thai là trên 30 tuổi. Ngoài ra cái sự phổ biến của những cái thủ thuật, kỹ thuật trong cái việc hỗ trợ sinh sản nó làm cho cái tần suất song thai, đa thai nó ngày càng tăng lên. Vậy thì đầu tiên để chúng ta hiểu được những cái vấn đề tại sao một cái thai kỳ song thai là một cái thai kỳ nguy cơ cao thì chúng ta cần phải biết về cái sự kết hợp giao tử và cái sự phân chia bánh nhau như thế nào, vì nó sẽ hình thành những cái hình thái song thai khác nhau và nó có cái tiến triển, cái tiên lượng cũng như cái xử trí khác nhau. Thì chúng ta biết rằng song thai nó có hai loại, đó là song thai dị hợp tử và đồng hợp tử. Song thai dị hợp tử tức là khoảng 2/3 các trường hợp là dị hợp tử hay là còn gọi là song thai thật. Có nghĩa là từ hai tinh trùng gặp hai trứng nó sẽ hình thành hai hợp tử riêng biệt mà nó tạo thành hai cái phôi hoàn toàn riêng biệt. Thì trường hợp này nó giống như là một cái trường hợp mà song thai của hai chị em gì trong một gia đình, nhưng mà nó xảy ra một lần. Rồi cái song thai đồng hợp tử 1/3 tức là khoảng 1/3 các trường hợp song thai nó sẽ là song thai đồng hợp tử. Có nghĩa từ ban đầu chỉ có một tinh trùng và một trứng gặp nhau và sau đó nó sẽ phân chia, nó sẽ thành hai cái thai khác nhau. Thì như vậy tùy theo cái thời điểm phân chia, ví dụ trong khoảng 3 ngày đầu sau khi thụ thai, tức là ở cái giai đoạn phôi dâu, thì như vậy đây là một cái sự phân tách rất là sớm. Và như vậy từ một hợp tử nhưng mà nó chia thành hai thai riêng biệt, hai nhau hai ối, thì như vậy thực sự nó một hợp tử nhưng mà tách rời nhau, cho nên hình thái nó giống như là song thai dị hợp tử. Nếu cái sự phân chia xảy ra muộn hơn ở cái giai đoạn phôi nang, tức là trong khoảng 4 đến ngày thứ 8 sau thụ tinh, thì lúc này đó đã hình thành một cái màng, một cái bánh nhau chung, nhưng mà sau đó nó tách màng ối, như vậy nó hình thành là song thai một bánh nhau và hai túi ối. Nếu cái sự phân chia nó muộn hơn nữa, tức là ngày thứ 8 đến ngày 13 sau cái thụ thai, thì lúc này đã hình thành bánh nhau chung, đã hình thành màng ối chung, cho nên chúng ta sẽ có là song thai một nhau và chung buồng ối. Và cái sự phân chia muộn hơn, tức là ngày thứ 13, 14 sau khi thụ thai, thì như vậy đã hình thành, gọi là cái phôi nó đã hình thành rồi, cái đĩa phôi nó đã hình thành rồi, thì như vậy chúng ta sẽ có một cái trường hợp song thai dính. Thì về cái tần suất của song thai, đối với cái song thai một bánh nhau thì đa số các anh chị thấy là 2/3 các trường hợp nó là song thai chung một bánh nhau và hai buồng ối. Đây là cái thể chúng ta hay gặp nhất mà chúng ta sẽ nói nhiều hơn trong cái buổi livestream hôm nay, vì nó xảy ra có nguy cơ những cái biến chứng mà chúng ta cần phải theo dõi, cần phải phát hiện và cần phải can thiệp kịp thời. Vậy thì đối với cái song thai một bánh nhau, tức là cái hình thái song thai một hợp tử và phân chia trong khoảng từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 8 nó hình thành một cái màng, cái bánh nhau chung và hai màng ối tách rời, thì nó có cái sự thông nối giữa các mạch máu của hai tuần hoàn thai vì nó chung một cái bánh nhau. Thì nó có hai loại, có thể là động mạch, tĩnh mạch và động mạch tĩnh mạch. Thì cái thông nối giữa động mạch và động mạch, tức là của hai cái thai này, giữa hai cái động mạch với nhau, giữa hai thai, giữa tĩnh mạch với nhau, thì đây là những cái thông nối bề mặt và nó là một cái dòng chảy hai hướng, có thể là lúc từ thai A qua thai B hoặc từ ngược lại tùy theo cái sự áp lực của bên nào nhiều hơn. Và thông nối động mạch được xem là thông nối có lợi vì nó sẽ bù đắp cho cái sự mất cân bằng nó xảy ra khi mà nó có cái sự thông nối giữa động và tĩnh mạch, nó dẫn đến một cái sự mất cân bằng trong cái áp lực và cái dòng chảy. Thì thông nối động mạch được xem là thông nối bảo vệ, nó sẽ giúp cho cái sự bù đắp lại và làm cho giảm các biến chứng xảy ra. Cái vai trò của thông nối tĩnh mạch thì chưa được rõ. Còn thông nối giữa động và tĩnh mạch thì nó là xảy ra ở dưới bề mặt nhau, nó xảy ra ở cái chỗ mao mạch. Thì đây là một cái dòng chảy đơn hướng, có nghĩa nó chỉ từ cái động mạch thay cho và nó qua cái tĩnh mạch thay nhận. Và đây chính là cái thông nối mà có thể gây ra những cái biến chứng truyền máu trong song thai khi mà cái sự
có cái sự không cân bằng, thông cân bằng giữa hai áp lực xảy ra, thì đây chính là cái thông nối mà anh sẽ nguồn gốc của những cái biến chứng trong song thai một đánh nhau. Vậy thì khi 90% các trường hợp các song thai, các anh chị thấy rằng gần như, người ta nói là gần như almost tất cả những cái trường hợp song thai một bánh nhau thì đều có cái sự thông nối giữa động mạch và tĩnh mạch, và nó sẽ đi kèm một cái thông nối bảo vệ, đó là động mạch hoặc là tĩnh mạch, có nghĩa là đa số nó đều có thông nối và nó có đi kèm thêm một cái thông nối bảo vệ. Chỉ có 5% nó là có thông nối động tĩnh mạch, có nghĩa là nó không có động hoặc là tĩnh, cho nên đây là cái tỷ lệ mà nó có thể nguy cơ xảy ra các cái biến chứng. Và có khoảng 5% thai kỳ là nó không có thông nối. Vậy thì cái vai trò của siêu âm, đầu tiên là chúng ta sẽ xác định cái tuổi thai. Thì cái xác định tuổi thai thì chúng ta biết rằng cái siêu âm đo cái chiều dài đầu mông ở cái thời điểm 8 đến 13 tuần là trong đơn thai, là để xác định cái tuổi thai chính xác nhất. Vậy thì trong song thai chúng ta sẽ dựa trên cái thai có cái chiều dài đầu mông lớn hơn. Các anh chị nhớ như vậy ha. Thì sẽ dựa trên cái, tại vì song thai thường có thể có cái sự chênh lệch, và chúng ta sẽ dựa trên cái thai có chiều dài đầu mông lớn hơn để mà tính cái tuổi thai. Cái vấn đề rất quan trọng trong song thai đó là chúng ta phải dán nhãn thai nhi. Thì cái dán nhãn thai nhi nó rất là quan trọng trong thai, trong song thai, đặc biệt khi thai nó có một cái bất thường chúng ta cần phải theo dõi. Ví dụ như cái thai chậm tăng trưởng hay là một cái thai có bất thường về hình thái cấu trúc mà chúng ta cần phải theo dõi theo thời gian, hay là cái thai đó có bất thường mà chúng ta phải làm cái can thiệp thủ thuật. Cho nên cái dán nhãn rất là quan trọng. Thì cái việc dán nhãn thai nó có nhiều cách. Chúng ta có thể dựa vào cái vị trí thai, chúng ta có thể dựa vào vị trí bánh nhau, tại vì thai nó sẽ khác nhau dựa vào vị trí bánh nhau, khác nhau dựa vào vị trí dây rốn và dựa vào cái giới tính. Ví dụ như là một thai trai, một thai gái trong trường hợp nó khác nhau và trên cái cấu trúc bất thường thai. Thì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta dán nhãn theo cái thai mà gần cái vị trí cổ tử cung, ví dụ đây là cái cổ tử cung, thì chúng ta dán nhãn thai, à cái thai này là thai số 1, thì đây là một cái nó sẽ thay đổi. Tại anh chị thấy ở thời điểm này, có thể là cái thai bên trái này nè, nó nằm ở cái tiếp xúc cái ngôi thai ngay cổ tử cung nên là nó là thai số 1. Và cái thai bên phải là thai số 2, nhưng mà có thể sau đó nó di chuyển. Và ngày hôm sau chúng ta sẽ siêu âm lại chẳng hạn, hay là 2 tiếng sau chúng ta siêu âm lại, thì cái thai bên phải này là cái thai trở thành thai số 1 và thai bên trái là thai số 2. Thì như vậy nếu chúng ta mà xác định dựa trên một cái gọi là thay đổi thì nó chúng ta sẽ dẫn đến sai. Như vậy chúng ta phải dựa lên một cái mà không thay đổi. Thì cái gì không thay đổi? Đó chính là cái màng ối. Thì cái màng ối các anh chị thấy nó không thay đổi, thai nó di chuyển nhưng màng ối không thay đổi. Vậy chúng ta sẽ dựa trên màng ối. Trong song thai thì 90% cái màng ối nó nằm dọc. Thì như vậy các anh chị thấy thai bên A, thai bên trái nó không thể nó chạy qua bên phải nằm, hoặc thai bên phải nó không thể nào nó chạy qua bên trái nằm. Như vậy thì đối với cái trường hợp, đa số trường hợp song thai nó là màng ối dọc, thì chúng ta sẽ nói thai A bên trái và thai B bên phải. 10% những trường hợp song thai nó là màng ối ngang, thì như vậy chúng ta sẽ nói thai A là ở dưới và thai B ở trên. Như vậy quy định trong song thai các anh chị nhớ dùm nguyên là mình không nói thai 1, thai 2 vì nó sẽ thay đổi thời điểm, mà chúng ta sẽ nói là thai A bên trái, thai B bên phải, hoặc thai A ở dưới, thai B ở trên. Thì anh chị thấy thường song thai mà anh chị thấy hai cái ngôi mà ngôi đầu hết là thường là màng ối dọc đó. Còn thường nếu mà màng nằm ối ngang á, thai trên thai dưới thường nó sẽ có một cái đứa nằm ngang. Cho nên đó là một cái để giúp mình nhận diện chính xác hơn. Dù đây là một cái hình thực tế ha, các anh chị đặt đầu dò ngay cái cổ tử cung, thì đây là cái thai đầu tiên, thì các anh chị sẽ thấy nó nằm phía bên trái. Các anh chị đi lên đây chị thấy nó nằm phía bên này là phía bên trái của người mẹ, và đây là cái thai bên phải. Đấy. Thì như vậy các anh chị sẽ nói thai A bên trái, thai B bên phải, là chúng chị nhận dạng như vậy. Rồi cái vấn đề thứ hai là các anh chị sẽ xác định cái số bánh nhau và màng ối. Thì cái xác định cái số bánh nhau màng ối nó là một cái điều rất là quan trọng, vì các anh chị thấy rằng nó sẽ khác nhau về cái tiên lượng các biến chứng và cũng như cái cách xử trí. Và cái quý 1 được cho là cái thời điểm chính xác nhất để các anh chị xác định cái số bánh nhau. Thì như vậy xác định ở thời điểm quý 1 khi mình siêu âm, cái người siêu âm ở quý 1 các anh chị phải trả lời trên cái tờ kết quả siêu âm đó là song thai một bánh nhau, hai màng ối, hay là song thai hai bánh nhau, hai màng ối. Thì các anh chị dựa trên cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu lambda. Thì dấu hiệu lambda là gì? Các anh chị sẽ thấy khác nhau giữa cái song thai một nhau và hai nhau cái gì? Thì anh chị thấy song thai hai bánh nhau thì các anh chị sẽ thấy cái màng ngăn giữa hai thai á, nó sẽ gồm có lớp màng ối và lớp màng đệm. Và ở giữa này sẽ có cái phần nhau chung. Còn đây là song thai một nhau
Thì song thai một nhau anh chị thấy cái màng mà ngăn giữa hai thai á, nó chỉ có hai lớp màng ối trên cái mô học, anh chị chỉ thấy có màng ối không có màng đệm. Thì trên mô học anh chị sẽ thấy đó, và như vậy thì cái sự khác biệt giữa hai nhau và một nhau đó là một bên là 4 lớp, một bên 2 lớp, và trên cái mô học nó sẽ khác nhau. Và ở giữa này sẽ có cái phần nhau chung. Cho nên siêu âm mình có cái dấu gọi là dấu hiệu lambda sai. Đây là cái song thai hai bánh nhau, và đây là không có dấu hiệu lambda sai thì gọi là song thai một bánh nhau. Vậy thì cái giá trị của cái việc siêu âm xác định số bánh nhau ở cái thời điểm quý 1 như thế nào, thì đây là một cái nghiên cứu năm 2016 về cái tổng hợp lại tất cả những cái nghiên cứu về cái đánh giá sự chính xác của cái siêu âm quý 1 trong cái việc đánh giá số bánh nhau của song thai dựa trên cái dùng cái dấu lambda có hay không thì như thế nào. Thì cái dấu lambda sai dương tính có nghĩa là khi các anh chị thấy cái hình ảnh lambda sai thì đây đặc hiệu là song thai hai bánh nhau với cái độ nhạy lên đến 99% và độ đặc hiệu là 95%. Còn nếu anh chị không thấy cái dấu lambda sai, hay trước đây mình hay còn gọi là dấu T sai đó, thì bây giờ mình nói là không thấy dấu lambda sai, thì đây là song thai một nhau với cái độ nhạy lên đến 96% và độ đặc hiệu là 99%. Vậy thì giờ mình sẽ nhìn một cái clip ha, thì các anh chị sẽ thấy đây là dấu lambda sai dương tính. Đó, nó có cái phần mô nhau chung giữa hai thai và nó có cái hình ảnh đi lên, nó giống như cái chữ lambda, cho nên đây gọi là lambda sai dương tính. Thì như vậy các anh chị siêu âm khi các anh chị song thai á, thì các anh chị phải lần theo cái màng ối. Anh chị thấy có cái màng ối ngăn giữa hai thai, mình tìm có cái màng ối không? Mình sẽ lần vô cái màng ối mà vị trí vô bám gì? Vô bám bánh nhau. Thì như vậy đây là dấu T sai dương, lambda sai âm tính. Thì anh chị sẽ thấy đây, cái màng ối nó bám trực tiếp vô. Ha. Rồi. Thì đây là một cái clip song thai khoảng 11 cái tuần. Thì các anh chị sẽ thấy ngoài cái việc lambda sai, mình có thể dựa trên cái dấu gọi là cái số lượng của cái khối nhau. Tức là anh chị thấy hai cái bánh nhau, một cái nhau mặt trước, một cái nhau mặt sau. Thì như vậy đây là một cái song thai, hai bánh nhau. Bây giờ sau thời điểm 14 tuần, khi ví dụ thai phụ đến với mình là sau thời điểm 14 tuần, thì cái sự chính xác của cái song thai một bánh nhau nó như thế nào? Thì đa số cái dấu lambda sai nó sẽ biến mất, do cái phần mô nhau chung giữa hai cái màng ối nó sẽ biến mất, cho nên cái dấu lambda nó không còn nữa. Mà có thể trước đó là lambda sai dương tính. Như vậy thì nếu mình dựa trên cái lambda sai thì cái độ nhạy nó không còn tuyệt đối như ở quý 1. Như vậy chúng ta sẽ dựa vô cái số khối của bánh nhau. Số khối bánh nhau như cái clip Nguyên vừa giới thiệu với các anh chị, một cái nhau mặt trước, một cái nhau mặt sau. Nhưng anh chị lưu ý là gì? Nếu song thai có một bánh nhau phụ thì như vậy nó là song thai một bánh nhau chứ không phải hai bánh nhau. Hoặc rất là hay gặp đó là hai cái bánh nhau nó nằm sát nhau. Thì như vậy các anh chị nhìn như một cái khối nhau mà thực sự nó là hai cái bánh nhau. Rồi như vậy chúng ta sẽ dựa trên cái gì nữa? Chúng ta có thể đo cái bề dày màng ối của thai nhi. Và chúng ta có thể dựa trên giới tính của thai, ví dụ hai đứa khác nhau thì chắc chắn nó là hai bánh nhau. Đây là một cái song thai khoảng 20 tuần và anh chị thấy hai bánh nhau tách rời, một cái nhau mặt trước, một nhau mặt sau, như vậy chắc chắn đây là một cái song thai hai bánh nhau. Đây là một cái song thai hai bánh nhau. Nhưng mà anh chị thấy hai cái khối nhau nó rời nhau. Thì như vậy nếu mình dựa trên cái số khối lượng bánh nhau thì chúng ta có thể khó khăn. Vì đây nhìn như vậy thì chúng ta thấy đây là nó giống như một cái khối nhau. Và ngoài ra anh chị thấy đây là cái dấu gì? Dấu T sai, có nghĩa là không hoàn toàn cái dấu lambda sai đã biến mất. Nhưng mà thực sự đây là một cái song thai hai bánh nhau. Vì nó đã thoái hóa cái phần mô nhau chung. Cho nên chị lưu ý đến cái trường hợp mà khi chúng ta siêu âm ở quý 2 thì cái dấu lambda nó không còn nhạy như ở quý 1. Vậy thì cái việc chẩn đoán sau 14 tuần á, thì ngoài cái việc chẩn đoán dựa trên cái số khối lượng bánh nhau á, thì các anh chị sẽ dựa trên cái đo cái bề dày của màng ối. Thì các anh chị thấy đây là cái hình này là mình phóng rất là lớn đó ha. Thì anh chị có thể đo là các anh chị thấy là cái màng ối này mình sẽ đo trên mặt cắt dọc, hoặc mình đo trên cái mặt ngang, tức là cái sóng siêu âm nó vuông góc với cái màng ối. Và người ta thấy rằng đối với cái màng ối này bề dày trên 1.8 tùy theo dọc hay ngang thì cái giá trị tiên đoán song thai hai bánh nhau nó có cái giá trị tiên đoán rất là cao, lên tới gần 0.8, 0.2 ha. Thì đây là một cái clip anh chị thấy, đây là một khối nhau thôi. Nhưng mà anh chị nhìn cái màng ối này á, thì anh chị sẽ thấy nó gì? Không thấy dấu lambda sai. Như vậy nó có thể một nhau hay không? Hay là hai nhau nhưng mà nó đã thoái hóa cái phần bánh nhau chung. Vậy thì chúng ta sẽ đo. Thì anh chị thấy đây là mình sẽ đo cái màng ối này, bề dày có 1.5mm. Như vậy đây là song thai một nhau. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vô những cái biến chứng đặc thù của cái song thai một bánh nhau. Thì chúng ta biết rằng trong cái song thai một bánh nhau, như mình nói cái phần sinh lý bệnh ban đầu, gần như tất cả những cái song thai một bánh nhau đều có cái sự thông nối mạch máu, động động mạch, tĩnh tĩnh mạch hay giữa động và tĩnh mạch. Và một cái vấn đề thứ hai nữa đó là cái sự phân chia bánh nhau không đồng đều giữa hai thai. Vì thấy thường bánh nhau chung
Đây, có thể một cái thai nó có cái dây rốn bám trung tâm bánh nhau, và cái thai kia thì cái dây rốn nó bám gì? Nó bám rìa nhau. Có nghĩa giống như tưởng tượng là một cái bánh mà chị bẻ làm hai không có đều nhau. Nếu chị bẻ đều nhau á thì cái đứa hai đứa nó đều nhau và hai đứa nó phát triển bình thường. Còn bây giờ một cái bánh chị bẻ một cái đứa có chút xíu chị cho đứa này nó ăn thì đương nhiên nó sẽ nhỏ hơn so một cái đứa cái bánh cái đứa mà có cái phần lớn. Thì như vậy trong cái biến chứng đặc thù của song thai một bánh nhau chung thì nó có hai vấn đề, đó là cái sự thông nối mạch máu và cái sự phân chia lãnh thổ của bánh nhau không đều. Thì đầu tiên mình sẽ nói đến cái hay gặp nhất mà chúng ta cần phải chẩn đoán cho được, đó là cái hội chứng truyền máu trong song thai. Thì cái hội chứng truyền máu trong song thai, các anh chị thấy nó tần suất nó chỉ khoảng 10% song thai một bánh nhau thôi. Mặc dù tất cả gần như 90-95% các trường hợp song thai một nhau có cái sự thông nối mạch máu, nhưng mà chỉ xảy ra truyền máu trong song thai trên dưới 10% thôi. Vì đó là cái khi có một cái sự thông nối mất cân bằng. Thì do cái sự mất cân bằng, cái dòng chảy qua lại và do những cái nối thông động mạch và tĩnh mạch nó mất thân bằng và cái nối thông động động mạch nó không bù trừ lại được, thì nó sẽ dẫn đến một cái đứa cho và một cái đứa nhận. Vậy thì các dấu hiệu dẫn gợi ý chẩn đoán hội chứng truyền máu trong song thai ở quý 1, tức là thời điểm 11 đến 14 tuần, các anh chị cũng thể có những cái dấu hiệu gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ thấy cái sự chênh lệch kích thước của cái hai cái túi ối. Tức là một cái đứa túi ối bình thường, một cái đứa kia tự nhiên thấy mình thấy đã có cái sự lệch nhau rồi. Cái thứ hai là chênh lệch độ mờ da gáy. Thì chúng ta biết rằng da gáy dày có nguy cơ hội chứng đau. Thì bây giờ nếu trong trường hợp song thai mà có cái da gáy nó lệch nhau, đứa dày đứa bình thường thì coi chừng nó có nguy cơ truyền máu trong song thai hoặc là bất thường trong cái ống tĩnh mạch. Bây giờ nếu sau 16 tuần thì chúng ta sẽ dựa trên cái tiêu chuẩn gì? Một đứa cho, một đứa nhận. Thì như vậy một đứa quá tải tuần hoàn nó sẽ đa ối, và một đứa gì? Một đứa bị thiểu tuần hoàn nó sẽ bị thiểu ối. Vậy thì cái tiêu chuẩn thiểu ối thì cũng giống như chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đo cái xoang ối lớn nhất dưới 2 cm và cái thai còn lại là tiêu chuẩn đa ối. Thì chúng ta trong đơn thai chúng ta hay nói tiêu chuẩn gì trên 8 cm là đa ối đúng không ạ? Nhưng mà đối với truyền máu trong song thai theo cái tiêu chuẩn mới của FMF đề xuất thì chúng ta sẽ dựa trên cái tiêu chuẩn tùy theo cái tuổi thai. Ví dụ trong cái giai đoạn 15 đến 17 tuần thì trên 6 cm chúng ta đã gọi là đa ối. 18 đến 20 tuần thì trên 8 cm, nhưng mà sau 20 tuần thì phải trên 10 cm. Các anh chị nhớ cái tiêu chuẩn mới là sau 20 tuần nếu phải trên 10 cm mới đa ối, còn 8 cm trên dưới 8 cm như vậy chưa đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán hội chứng truyền máu trong song thai. Các anh chị chẩn đoán truyền máu song thai thì cái điều quan trọng là các anh chị phải chẩn đoán độ. Tại vì chẩn đoán độ nó sẽ giúp cho các anh chị xử trí cái việc theo dõi như thế nào. Thì độ của truyền máu trong song thai hiện nay theo cái phân độ của Quintero nó vẫn đang còn được sử dụng. Thì dựa trên cái gì? Thứ nhất là các anh chị thấy là đối với cái thai mà thai cho nó bị thiểu ối do thiểu sản, do giảm cái vòng tuần hoàn, thì như vậy các anh chị sẽ thấy nó bị thiểu ối và cái bàng quang nó sẽ nhỏ, nhưng mà vẫn thấy bàng quang. Nếu mà chúng ta thấy cái bàng quang của thai cho gần như không còn, đây cái thai này anh chị thấy không thấy cái bàng quang ở đây nữa, thì như vậy đây là độ 2. Còn độ 3 tức là các anh chị có bất thường trên Doppler, có nghĩa là khi các anh chị làm cái Doppler động mạch rốn ha, thì các anh chị sẽ thấy rằng cái thai thường thai cho nó sẽ bị mất sóng tâm trương hoặc đảo ngược sóng tâm trương, có nghĩa là mất sóng tâm trương, đảo ngược sóng tâm trương động mạch rốn, thì các anh chị chẩn đoán độ 3. Và độ 4 tức là trên một cái song thai đang chẩn đoán truyền máu song thai tự nhiên xuất hiện một đứa phù, thường là cái đứa nhận nó bị quá tải tuần hoàn nó phù, thì như vậy đó là chúng ta chẩn đoán độ 4. Và cuối cùng là độ 5 là khi chúng ta thấy có một cái thai nó lưu, trước đó đang chẩn đoán hội chứng truyền máu trong song thai. Như vậy đối với cái song thai, các anh chị thấy các anh chị phải luôn luôn làm đốt lơ màu. Tại vì các anh chị không làm đốt lơ màu á là các anh chị không phát hiện được những cái trường hợp nó mất hoặc đảo ngược sóng tâm trương động mạch rốn. Cho nên các anh chị có chẩn đoán là độ 2 chẳng hạn, mà thực sự nếu nó mất đảo ngược thì qua độ 3. Tại vì như vậy thì độ 3 thì các anh chị thấy cái can thiệp điều trị, chút xíu bác sĩ Thư Hương sẽ chia sẻ cho anh chị, nó tùy theo cái gì, cái mức độ mà can thiệp như thế nào. Cho nên là phải chẩn đoán, cái người siêu âm phải chẩn đoán cho đúng cái độ ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái biến chứng thứ hai, đặc hiệu thứ hai của cái song thai một bánh nhau, đó là cái thai chậm tăng trưởng trong tử cung có chọn lọc. Thì cái thai chậm tăng trưởng trong tử cung có chọn lọc nó chiếm tần suất khoảng là 15% những cái song thai một bánh nhau, tức là đâu đó 10-15% ha. Thì các anh chị thấy rằng đối với những cái thai mà nó không có truyền máu trong song thai, nó vẫn có thể xảy ra chậm tăng trưởng trong tử cung có chọn lọc. Và đối với những cái thai mà đang chẩn đoán hội chứng truyền trong máu song thai, nó vẫn có thể xảy ra đến gần 50% nó sẽ có kèm theo cái chậm tăng trưởng tử cung có chọn lọc. Có nghĩa là nó kết hợp lại với nhau, nó cộng dồn lại với nhau, vừa có TTCS mà vừa có chậm tăng trưởng tử cung có chọn lọc.
Thì cái nguyên nhân chậm tăng trưởng tử cung có chọn lọc của cái song thai một bánh nhau là như nãy Nguyên đã nói ban đầu, đó là cái sự phân chia bánh nhau không đều. Cái thứ hai là có cái sự thông nối mạch máu, nó cũng góp phần trong đó dẫn đến một cái sự truyền máu qua và một cái đứa nó bị thiếu chất. Và cái thứ ba đó là cái dây rốn bám bất thường. Các anh chị sẽ thấy thường những cái thai có chậm tăng trưởng tử cung, thường đó là những cái dây rốn nó bị bám rìa, bám mép bánh nhau. Cho nên đối với cái song thai, các anh chị phải xác định vị trí dây rốn. Có thể là ở đơn thai các anh chị chưa thường quy, nhưng mà đối song thai, nhất là có một đứa thai nhỏ, thì các anh chị cần phải thường quy, các anh chị phải xác định cái vị trí của dây rốn bám. Vậy thì cái chậm tăng trưởng tử cung nó có thể là khởi phát sớm ở cái quý 2, các anh chị đã bắt đầu thấy xuất hiện chậm tăng trưởng tử cung. Thì người ta nói rằng cái chậm tăng trưởng tử cung mà khởi phát sớm thường ở quý 2 đó là do những cái thông nối động mạch lớn, động mạch lớn có nghĩa là cái khẩu kính nó lớn và cái sự cho truyền qua nó nhiều. Thứ hai là cái bánh nhau nó phân chia không đều, có nghĩa anh chị sẽ thấy rất là rõ một cái đứa dây rốn bám trung tâm, cái đứa bên đây dây rốn nó bám rìa lệch tâm, cho nên nó bị nhỏ. Và thường hai thai nó không cân xứng, một đứa rất là nhỏ, một đứa gần như bình thường. Còn đối với cái chậm tăng trưởng tử cung mà khởi phát muộn á, thì cái thông nối động mạch và tĩnh mạch thường nó xảy ra, tức là cái nối thông giữa động và tĩnh mạch, và đa số nó nhỏ, kích thước dưới 1 mm. Và cái bánh nhau thường anh chị thấy nó đều, có nghĩa là hai cái dây rốn bám gần như trung tâm hoặc lệch tâm, và hai cái thai nó khá là cân xứng nhau, mặc dù nó cùng nhỏ hết nhưng mà nó khá là đồng đều nhau. Vậy thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán của thai chậm tăng trưởng tử cung, các anh chị thấy là đối với đơn thai nó cũng rất là chưa có đồng thuận. Người thì dùng tiêu chuẩn AC, người thì chuẩn cân nặng, ước lượng cân nặng, người thì dưới bách phân vị thứ 5, người thì dưới bách phân vị thứ 10, vân vân. Người thì nhóm thì phải dùng thêm tiêu chuẩn Doppler. Thì tương tự như vậy, đối với song thai, cái việc tiêu chuẩn chẩn đoán chậm tăng trưởng tử cung nó cũng không thiếu có sự đồng thuận. Cho nên cái mới gần đây nhất là 2019 thì cũng giống như trong trong đơn thai, nó có cái đồng thuận Danfia, thì họ cũng đưa ra họp những cái nhà tiền sản và họ ngồi họ bàn luận với nhau và đưa ra cái gọi là bỏ phiếu á, bỏ phiếu để xem cái tiêu chuẩn nào là được nhiều người đồng thuận nhất. Thì họ tiêu chuẩn của theo Danfia là gì? Thứ nhất là cân nặng thai có một đứa nó dưới bách phân vị thứ 3 là nó quá nhỏ, nó gọi là tiêu chuẩn cứng, giống như cái bài chậm tăng trưởng trong tử cung. Có nghĩa là không cần có cái sự chênh lệch, không cần có cái sự chênh lệch là phải 10-20% như những cái hiệp hội trước đây. Nó chỉ có một cái đứa cực kỳ nhỏ dưới bách phân vị thứ 3, thì như vậy chúng ta sẽ chẩn đoán là chậm tăng trưởng tử cung có chọn lọc. Rồi bây giờ nếu nó không quá nhỏ như vậy, tức là nó dưới bách phân vị thứ 10, thì nó cần thêm một trong hai tiêu chuẩn, đó là gì? Có cái sự chênh lệch trọng lượng thai trên 25% và hoặc là cái tiêu chuẩn Doppler, tức là cái thai nhỏ nó có tăng kháng trở động mạch rốn. Thì như vậy các anh chị thấy rằng khi cái thai không quá nhỏ thì các anh chị cần thêm tiêu chuẩn của Doppler hoặc là cái sự chênh lệch của hai thai trên 25%. Đó, nó cũng tương tự như cái tiêu chuẩn của đơn thai. Thì đối với chậm tăng trưởng trong tử cung có chọn lọc, các anh chị cần phân loại, tại vì mỗi cái nó có cái tiên lượng khác nhau, cũng như cái phác đồ xử trí theo dõi nó khác nhau. Thì như vậy phân loại nó sẽ dựa trên các anh chị làm cái Doppler động mạch rốn. Thì nếu cái Doppler động mạch rốn mà các anh chị thấy nó sóng tâm trương nó dương tính, có nghĩa nó chưa bị cắt cục á, thì như vậy là được chẳng đoán là tiếp 1. Các anh chị không cần phải đo PIRI bao nhiêu, chỉ cần nó dương tính là được rồi, chắc chắn nó cần dương tính thôi, mặc dù nó tăng kháng trở cũng vậy. Nó chỉ cần dương tính là các anh chị chẳng đoán tiếp 1, và đây là cái tiếp có cái tiên lượng tốt nhất và tỷ lệ sống còn lên đến 95-96%. Cái tiếp 2 là khi các anh chị làm cái Doppler động mạch rốn, mà thường là cái đứa cho đó, tức là đứa bị nhỏ đó, cái đứa bị nhỏ hơn, thì anh chị thấy cái sóng tâm trương động mạch rốn nó bị mất hoặc nó đảo ngược và liên tục. Thì đây là tiếp 2. Đây các anh chị thấy là hình ảnh mất sóng tâm trương, đây hình ảnh đảo ngược sóng tâm trương, thì anh chị chẩn đoán đây là chậm tăng trưởng tử cung tiếp 2. Và cái tiếp này là cái tiếp xấu nhất trong 3 tiếp, và cái tỷ lệ thai sống chỉ trên dưới 50-60%. Cái tiếp thứ 3 đó là khi các anh chị thấy cái dòng tâm trương động mạch rốn mất hoặc đảo ngược không liên tục. Có nghĩa anh chị thấy dù trên một cái hình này nè, các anh chị thấy đây là sóng tâm trương dương tính, và đây gì? Sóng tâm trương âm tính. Như vậy đây là tiếp 2, và được cho là cái giai đoạn đầu của tiếp 2, tức là trước khi nó hoàn toàn mất hoặc là nó đảo ngược thì nó có cái giai đoạn lúc dương lúc âm, cho nên mình biết đây là tiếp 3. Và cái tiếp này thì nói chung tiên lượng là nó tốt hơn cái tiếp 2, và cái tỷ lệ sống còn nó khoảng trên dưới 80%. Vậy nên chị nhìn một cái clip đây, mất sóng tâm trương động mạch rốn, mất sóng và bắt đầu xuất hiện sóng tâm trương động mạch rốn. Đó, thì như vậy chúng ta chẩn đoán đây là tiếp 3. Thì như Nguyên nói các anh chị là đối với cái thai chậm tăng trưởng tử cung, thường các anh chị phải đi xác định coi cái vị trí dây rốn bám ở đâu. Thì trong song thai thường nó có một cái dây rốn bám rìa hoặc là bám màng. Thì anh chị thấy đây là một cái dây rốn bám màng, nó bám trên cái màng ngăn giữa hai thai. Đây,
Đây, thì đây là cái màng ối ngăn giữa hai thai, và cái dây rốn của cái thai bên đây nó bám trên cái màng ngăn, hay là gọi là dây rốn bám màng, nhưng mà nó bám trên cái màng ngăn giữa hai thai. Vậy thì trên thực tế lâm sàng, các anh chị hay bị lầm giữa TTS, tức là truyền máu trong song thai, và chậm tăng trưởng tử cung có chọn lọc. Các anh chị chẩn đoán chậm tăng truyền máu trong song thai, nhưng mà lên tuyến trên coi lại thì nó là một cái trường hợp là chậm tăng trưởng có chọn lọc thôi. Còn như ví dụ như trước đây, các anh chị thấy khi mà Việt Nam mình chưa can thiệp điều trị được những cái trường hợp truyền máu trong song thai, thì các anh chị giới thiệu bệnh nhân đi nước ngoài, đi qua Thái Lan, đi Singapore, cái qua bệnh cái người ta nói cái này không phải chậm truyền máu trong song thai, đây là chỉ là một cái chậm tăng trưởng tử cung có chọn lọc, cái người ta phải, bệnh nhân ta phải bay về. Thì như vậy các anh chị bị lầm hai cái này nếu các anh chị không có phải chuyên, chưa có kinh, thiếu kinh nghiệm. Thì Nguyên sẽ, tại vì Nguyên sẽ chỉ cho anh chị là cái vấn, cái key làm sao để mình phân biệt được hai cái này mình không có lầm với nhau. Hai cái này mình hay lầm với nhau, thứ nhất là vì nó có những cái điểm giống nhau, tức là nó có cái sự khác biệt về kích thước một đứa to đứa nhỏ. Rồi ví dụ đây anh chị nhìn đây, song thai một cái đứa này cái bụng này là bự hơn đứa này rõ đúng không? Rồi cái thai nhỏ này thường có bất thường Doppler, cho nên chị thấy cái đứa này Doppler bình thường, đứa này mất sóng tâm trương, đảo ngược sóng tâm trương. Rồi nó sẽ có giống nhau cái gì nữa? Cái đứa chậm tăng trưởng tứ cung hay cái đứa truyền máu trong song thai, cái đứa nhỏ hơn luôn luôn bị thiểu ối. Thì nhìn vô thấy lệch nhau cân nặng, lệch nhau nước ối là vì con đứa thiểu ối cho nên chẩn đoán truyền máu song thai. Thì như vậy nó khác nhau giữa hai cái này chính là cái tiêu chuẩn đa nước ối của cái đứa, đứa bình thường. Thì anh chị thấy đây, ví dụ đứa bên đây cái xoang ối lớn nhất, thai nhỏ hơn là khoảng 6.8 mm, còn cái đứa lớn hơn cái xoang ối lớn nhất là 6 cm, trong khi cái đứa này cái xoang ối lớn nhất là lên tới 115 cm. Thì như vậy nó khác nhau, đó là khác nhau cái đứa còn lại đa ối hay nước ối bình thường. Các anh chị cần dựa trên cái đó thôi thì anh chị sẽ chẩn đoán được là chậm tăng trưởng tứ cung có chọn lọc hay là truyền máu trong song thai. Chị nhìn đây là một cái clip, chị thấy đây cái đứa mình đây nó có cái mặt nó thiểu ối, cho nên chị thấy cái màng ối đây nè. Nếu anh chị không quen nhìn, nhiều khi anh chị không nhìn ra được cái màng ối, nhưng mà anh chị cố gắng tìm, khi anh chị thấy một cái đứa mà nằm giữa một cái biển nước mênh mông còn đứa kia nó cứ áp sát qua một bên thì phải coi chừng, đó là cái đứa thiểu ối, và cái màng ối nó giống như là nó sát vô người em bé vì không có nước ối, cho nên cái lượng nước ối rất ít và em bé nó nằm ép sát qua một bên. Thì anh chị để ý tìm cái chỗ cái góc cạnh, ví dụ đầu và cổ ha, chân và tay và bụng, thì các anh chị sẽ thấy cái màng ối nó mấp mơ ở đây. Thì như vậy đây là một ca mình nhìn vô mình biết đây là truyền máu trong song thai vì cái đứa còn lại nước ối rất là nhiều. Cái ca này các anh chị nhìn vô anh chị thấy lệch nhau bụng. Cái đứa này sát bên đây bên trái nè, cái màng ối đây nè, nước ối cũng rất là ít. Nhưng mà anh chị nhìn cái đứa còn lại, cái nước ối này không có nhiều. Tất nhiên mình sẽ đo, nhưng mà nhìn qua là mình biết nó vậy, nó không phải đa ối rồi ha. Thì như vậy đây là cái ca chậm tăng trưởng có chọn lọc. Đây, một cái ca khác. Các anh chị sẽ thấy đứa này rất là ít ối và cái màng ối nó áp vô đây, nó áp em bé vô đây ha. Đứa còn lại đa ối mênh mông. Như vậy đây là truyền máu trong song thai. Và nó có cái dấu, nó gọi là dấu Stutwin. Chị thấy cái đứa này nè, nó áp sát, nó treo dính trên cái thành tử cung trên đây. Còn đứa bên đây đa ối, nó nằm như cái biển nước dưới đây. Đó. Thì như vậy đây là một cái trường hợp truyền máu trong song thai mà độ nặng ha. Rồi cái độ 4 là khiến chị thấy một đứa phù thai, xuất hiện phù có thể tràn dịch, rồi phù hết người. Đây ví dụ nó có tràn dịch bằng tim, bằng phổi, bằng bụng và phù hết người. Còn đứa bên đây thì là bình thường. Thì như vậy đây là truyền máu trong thai độ 4. Rồi khi anh chị đang theo dõi một cái truyền máu trong sao, một cái trong thai một bánh nhau ha, trước đó một đứa đa ối thiểu ối tự nhiên rồi vô lại với mình, đứa bên đây nó lưu. Thì như vậy đây là độ 5. Rồi mình sẽ qua một cái biến chứng nữa, đó là thiếu máu đa hồng cầu, hay còn gọi viết chắc có chữ tép. Thì đây là một cái dạng truyền máu mãn tính xảy ra từ từ, tức là cũng nối thông động và tĩnh mạch, nhưng mà cái mạch máu nhỏ dưới 1 mm. Thì các anh chị nhớ rằng đối với song thai mà một bánh nhau, các anh chị theo dõi cái biến chứng truyền máu trong song thai, nó là một cái biến chứng cấp và nó xảy ra rất là sớm. Có nghĩa là nó gần như xảy ra trước 26 tuần, từ 16 đến 26 tuần. Nếu có xảy ra truyền máu trong song thai là xảy ra trong giai đoạn đó. Nó có một cái giai đoạn đặc hiệu như vậy. Nhưng mà đối với thiếu máu đa hồng cầu, nó không có cái thời gian đặc hiệu. Nó rải từ 15 đến 35 tuần. Trước đây thì người ta nói là
muộn, có nghĩa là sau 6 tuần khi mà không còn cái biến chứng truyền máu trong song thai nữa thì nó sẽ có cái biến chứng thiếu máu đa hồng cầu. Nhưng mà thật sự không phải. Trong cái nghiên cứu gần đây nhất, khi mà người ta tổng kết lại những cái ca thiếu máu đa hồng cầu thì người ta thấy nó rải từ 15 đến 35 tuần. Có nghĩa là nó không có một cái thời gian đặc hiệu, cho nên các anh chị phải hết sức cẩn thận. Vì nếu các anh chị không có làm cái tầm soát bằng đo cái vận tốc đỉnh tâm thu não giữa thì các anh chị có thể bỏ sót và nhiều khi nó mất tim thai em bé. Cho nên chị thấy đối với thiếu máu đa hồng cầu nó rải ra từ quý 2 đến quý 3. Đầu quý 2 cho đến quý 3 ha. Thì cái thiếu máu đa hồng cầu nó có thể xảy ra tự nhiên, tức là khoảng 5% những cái trường hợp song thai một bánh nhau thì nó sẽ có cái biến chứng là thiếu máu đa hồng cầu. Nhưng mà cũng có thể là xảy ra sau một cái TTS điều trị không triệt để, tức là một cái ca mà trước đây đang điều trị TTS rồi thì các anh chị thấy rằng đối với những chúng ta chỉ bắn những cái mạch máu bề mặt hoặc là những cái mạch máu mà lớn, còn những cái mạch máu nhỏ hơn thì các anh chị hoặc nằm sâu dưới các anh chị không bắn được, cho nên vẫn còn có cái sự truyền máu những cái mức độ nhẹ thì nó có thể dẫn đến một cái hội chứng thiếu máu đa hồng cầu. Và người ta ghi nhận sau cái điều trị TTTS thì có thể lên đến lớn, có những cái nghiên cứu cái mẫu lên đến 15-16%. Rồi các anh chị lưu ý rằng có những cái ca mà truyền máu song song thai chưa điều trị nó vẫn có thể xảy ra thép từ 8-19%. Có nghĩa là chưa điều trị, chưa bắn, mình đổ thừa là bắn xong rồi những cái mạch máu nhỏ mình không bắn thì nó không có, nó xảy ra thép. Nhưng mà thật sự có những ca TTS mà chưa điều trị nhưng mà nó vẫn có cái hiện tượng thiếu máu thì như vậy nó có lồng ra vừa có cái hình ảnh của thép và TTTS. Ngoài ra nó lồng rửa thép và gì, và chậm tăng trưởng tứ cung có chọn lọc. Tức là các anh chị thấy TTS đi kèm với chậm tăng trưởng, thép đi kèm với TTS, thép đi kèm với chậm tăng trưởng tứ cung, có nghĩa nó bệnh cảnh nó hòa lẫn với nhau trong cả ba cái biến chứng của truyền của song thai một bánh nhau. Vậy thì cái thiếu máu đa hồng cầu các anh chị thấy rằng tức là một cái dạng truyền máu mãn tính từ từ. Thì cái thai cho nó sẽ bị thiếu máu đúng không ạ? Thì cái thai cho nó thiếu máu thì các anh chị thấy trong một cái dòng chảy như vậy mà cái lượng máu nó ít đi thì cái vận tốc nó sẽ gì? Nó sẽ nhanh. Cho nên khi các anh chị đo cái PSV, tức là vận tốc đỉnh tâm thu systolic velocity, các anh chị đo cái MCA mở lên chị đo cái PSV thì nó sẽ tăng. Còn cái thai nhận á, nó bị nhận nhiều máu quá, nó gọi là quá tải tuần hoàn, thì các anh chị thấy nó sẽ chậm lại. Cũng giống như anh chị tưởng tượng mình đi trên đường á mà xe mật độ nó đông á thì anh chị đi gì? Đi chậm. Còn ví dụ cái xe mà đường nó thông thoáng ít thì nó chạy nhanh. Thì nó ví vô trong cái thép nó y chang vậy. Cái thai cho nó thiếu máu thì nó đi máu lòng vòng chạy rất là nhanh, cái PSV nó cao. Còn cái đứa nhận thì nó quá tải tuần hoàn, nó đi nó chậm lại. Thì trước đây người ta làm cái tiêu chuẩn chẩn đoán người ta dựa trên đo cái PSV. Ví dụ cái vận tốc tăng là trên 1.5 mm hay là vận tốc giảm là dưới 1 mm. Tuy nhiên những cái đồng thuận gần đây, những cái nghiên cứu gần đây người ta thấy rằng người ta dựa delta mom, có nghĩa là cái sự chênh lệch cái PSV giữa thai cho và thai nhận mà trên 0.5 thì người ta đủ chẩn đoán là hội chứng thép, chứ không phải phải đặc hiệu là phải trên 1.5 hay là dưới 1. Thì đây là cái tiêu chuẩn mới về chẩn đoán thiếu máu đa hồng cầu dựa trên delta mom, tức là dựa trên cái sự chênh lệch của cái nồng độ PSV, cái vận tốc đỉnh tâm thu của động mạch não giữa. Nếu mà nó trên nhau 0.5 mm thì nó gọi là độ 1, và trong bối cảnh là không có dấu hiệu suy thai. Nếu mà trên 0.7 mm thì nó gọi là độ 2 và cũng không có dấu hiệu suy thai. Còn khi có dấu hiệu suy thai, tức là nó có sự chênh nhau về mom mà nó có thêm dấu hiệu suy thai, ví dụ như mất sóng tâm trương động mạch rốn, đảo ngược sóng tâm trương động mạch rốn hay là đảo ngược sóng ao ống tĩnh mạch thì các anh chị sẽ nói độ 3. Còn độ 4 là khi có sự chênh lệch về mom của động PSV não giữa mà nó có thêm một đứa bị phù, và độ 5 tức là có một đứa bị chết lưu, thì nó cũng tương tự như là cái phân độ của truyền máu trong song thai. Đây là một cái hình ảnh ca lâm sàng, các anh chị thấy. Các anh chị lưu ý khi anh chị đo cái vận tốc đỉnh tâm thu nào não giữa thì các anh chị phải tuân thủ cái góc quét, có nghĩa là cái sóng siêu âm nó gần như nó đi song song, hay là cái góc dưới 30 độ so với cái lòng mạch. Thì các anh chị, vì các anh chị đo cái PSV đo đỉnh tâm thu thôi thì các anh chị phải tuân thủ là cái góc quét. Ha, thì đây một cái đứa này các anh chị đo, ví dụ anh chị đi ra cái con số là 64 cm giây, còn bên đây là có 27.3 cm giây, thì các anh chị phải lên cái trang web Paginatology này hoặc là một cái trang web MF để các anh chị quy đổi cái chỉ số cm giây này, các anh chị nhập vô tuổi thai và anh chị nhập vô cái vận tốc thì nó sẽ đổi cho anh chị chỉ số mom, thì anh chị thấy cái này nó tương đương với 1.9 mom và đây là 0.7 mom, thì như vậy nó chênh nhau như vậy là tới 1.2 mom. Ha, thì nó chênh nhau rất là nhiều, và đây là một cái trường hợp truyền máu trong thai độ 2, hội chứng thép độ 2 là vì nó chênh nhau trên 0.7 mm.
Khi hội chứng thép thì nó có cái hình ảnh gọi là bất thường của gan. Chị nhìn thấy đây là một cái gan nó có cái phản âm kém như hình sao trời. Và đây là cái gan bình thường. Đấy, cái gan anh chị thấy này, phản âm kém. Thì cái cơ chế này là sao? Cái này, cái dấu hiệu này được mô tả đầu tiên năm 1980 do tác giả Kurtz. Thì đó là do cái sự quá tải tuần hoàn ở thai nhận, cho nên các tế bào gan á, nó bị quá tải tuần hoàn, nó căng phồng lên, nó phù lên, nó làm cho giảm độ hồi âm của cái mô gan. Bình thường anh chị thấy mô gan nó sáng hơn, bây giờ mô gan nó kém đi, nó giống giống như bầu trời. Và khi gan, cái phản âm, những cái tế bào gan nó giảm thì cái đường mật trong gan á, cái hệ tĩnh mạch trong gan nó sẽ, nó nổi, cái thành nó nổi lên, cho nên các anh chị thấy nó giống như là cái sao trên bầu trời, cái từ đó cho dễ nhớ, nhưng mà thật sự nó chính là cái tế bào gan nó bị phù lên và cái gan nó phản âm kém hơn so với cái đứa bình thường bên đây. Cái gan nó không có, không vẫn phản âm dài và cái đường mật, cái đường tĩnh mạch, đường mật nó không có nổi lên như vậy. Chị thấy đây là so sánh hai đứa ha, anh chị thấy cái gan đây nó khác hẳn, nó phản âm kém, sau đây bên đây vẫn phản âm dài và cái đường tĩnh mạch, hệ tĩnh mạch trong gan này nó sáng, trong đây nó không có sáng nhiều. Đó, thì đây là một hình ảnh rất là đặc hiệu mà cũng gặp khoảng 60-70% những cái trường hợp hội chứng TEP. Một cái dấu hiệu nữa đó là cái sự khác biệt về bánh nhau. Thì anh chị để ý, đối với cái song thai một bánh nhau, anh chị sẽ thấy tự nhiên một đứa bên đây cái nhau nó dày và nó phản âm dày, trong khi cái đứa này á, thì cái nhau nó mỏng hơn và cái phản âm kém. À, và như vậy ra ngoài thì bánh nhau các chị sau xanh, các chị cũng sẽ thấy nó có sự khác biệt về cái độ sẫm màu. Thì nó cũng cơ chế nó cũng như vậy, do một cái sự quá tải tuần hoàn của bên cái đứa nhận và cái đứa cho nó khác biệt nhau. Dù đây là một cái ca lâm sàng khác, các chị thấy hội chứng thép, bánh nhau phần bên đây dày, dày lên và phản âm dày, còn cái bánh nhau đây nó mỏng hơn, phản âm kém. Và cái gan các chị cũng thấy sự khác biệt, đây gan bình thường, còn đây là có hình ảnh sao trời. Rồi cái hội chứng tiếp theo đó là cái biến chứng tiếp theo đó là cái hội chứng bơm máu đảo ngược. Thì cái cơ chế đây là một cái hội chứng hiếm, chỉ xảy ra khoảng 2-3% những cái song thai một bánh nhau thôi. Và cái giả thuyết sinh bệnh học đó là cũng do cái sự bơm máu bị đảo ngược và nó xảy ra rất là sớm. Đó, cho nên là nó sẽ làm cho cái dòng đảo ngược đi ngược qua bên đây và cái thai bên đây gì nó thiếu máu nuôi và nó giai đoạn sớm, cho nên nó bị gọi là mất cơ quan, nó bị cắt cục đầu chi, đó là do có sự thiếu máu nuôi và nó dẫn đến không tạo cơ quan. Thì tiên lượng nó sẽ tùy thuộc vào cái khối thai nhận ha, tức là cái đứa này do cái nguy cơ nó bơm máu nuôi đứa này cho nên là nó sẽ bị có cái nguy cơ suy tim, nó có thể sanh non. Còn cái đứa này nếu mà nó càng ngày nó càng phát triển nó lớn thì cái đứa này càng nuôi nhiều và cái tiên lượng nó sẽ xấu đi. Cho nên cái tiên lượng của những cái hội chứng thép này can thiệp điều trị hay không, người ta sẽ dựa trên đo kích thước của cái khối khối không đầu không tim này. Thì đây là một cái ca lâm sàng, các chị thấy hội chứng bơm máu đảo ngược. Đây là một cái khối không đầu không tim và nó phù lên. Thường cái chi dưới nó phát triển mà cái chi trên nó không có ha. Và cái quan trọng là nó không có đầu và nó không có tim. Thì khi anh chị làm cái phổ Doppler á, thì các anh chị thấy bình thường là cái động mạch rốn nó sẽ đi ra, nó bơm máu như bánh nhau mà, động mạch rốn bình thường nó sẽ đi ra bánh nhau để nó trao đổi nó trở về. Thì cái đứa này nó ngược lại, cái động mạch rốn chị thấy nó đi, cái dòng chảy nó đi vô cái khối không đầu không tim. Đó là do từ cái đứa bơm nó nhảy qua cái đứa, nó bơm cái dòng chảy qua cho cái đứa không đầu không tim sống. Đây là một cái ca lâm sàng khác của hội chứng TEP, tức là nó không có đầu, nhưng mà đây là một cái ca có đầu nhưng mà cái đầu nó không phát triển hoàn chỉnh. Nó vẫn có sọ. Và anh chị nhìn cái tim, cái chỗ này vị trí tim thai, các anh chị học thấy không thấy cái tim đâu hết ha. Nó chỉ là cái mạch đập thôi. Đây là một cái khối khác, cái đầu nó khá là hoàn chỉnh hơn. Anh chị thấy đây là cái chỗ vị trí tim nè. Nó không phải là cái tim mà giống như một cái phôi thai của tim thôi. Cũng là một hội chứng TEP. Rồi đây là một cái ca khác. Thì khi các anh chị thấy rằng á, cái khối TEP này mà khi anh chị phổ Doppler màu lên á, mà nó không có cái dòng chảy bên trong á, thì như vậy lại là một cái khối TEP đã ngưng hoạt động. Thì như vậy các anh chị sẽ thấy là sao? Cái tiên lượng nó tốt. Còn cái đứa mà anh chị phổ lên mà anh chị thấy cái dòng chảy nó vẫn chảy trong đây á, thì như vậy là sao? Nó cái đứa kia nó vẫn phải nuôi nhiều và cái tiên lượng nó sẽ xấu hơn. Đây là một cái ca TEP mà rất là sớm các anh chị ha. Thì anh chị thấy cái thai này khoảng 12 tuần mà anh chị thấy đây là một cái khối không đầu không tim. Cho nên các anh chị thấy rằng trong cái bối cảnh là các anh chị sẽ thấy nhiều khi trước đó khoảng 8-9 tuần mình chẩn đoán là song thai có một thai lưu, cái tự nhiên 12 tuần dòng lại đo độ mờ da gái thì đây thành là một cái khối TEP. Có nghĩa là đúng là ban đầu cái giai đoạn 7-8 tuần cái TEP nó nhỏ quá, các anh chị không thấy, các anh chị nghĩ đó là một cái phôi thai lưu. Và anh chị phổ lên thì anh chị cũng không thấy tim, nhưng mà sau đó cái sự phát triển sau đó do cái dòng máu nó bơm từ cái đứa sống nó bơm ngược qua cái đứa này và nó hình thành cái TEP.
Rồi bây giờ mình sẽ nói một chút xíu về đối với những cái song thai một nhau một ối ha, thì tần suất rất là hiếm, 1-2% những cái song thai một bánh nhau thôi. Và cái đây là một cái thai kỳ nguy cơ cao hơn so với cái song thai một nhau hai ối là cái gì? Đó là cái nguy cơ xảy ra các biến chứng, ví dụ chép, những cái dị tật, những cái thai dính và đặc biệt là cái dây rốn xoắn. Thì cái dây rốn xoắn các anh chị thấy gần như luôn luôn có song song thai một bánh nhau một túi ối. Tại vì nó chung một cái buồng nhau một buồng ối thì các anh chị thấy thai nó di chuyển và chắc chắn là nó sẽ dây rốn nó sẽ xoắn vào nhau. Tuy nhiên thật sự trước đây người ta nói đối với cái song thai một nhau một ối người ta rất lo cái dây rốn xoắn và em bé mất tim thai, và có những cái nghiên cứu trước đây người ta nói cái tỷ lệ tử vong là lên tới 70% những cái thai kỳ song thai một nhau một ối là vì do cái nguy cơ biến chứng xoắn dây rốn. Nhưng mà thực tế gần đây á thì cái nghiên cứu gần đây người ta tổng kết lại thì người ta nói nó không có nguy hiểm như trước đây ha, nó không thực sự nó không có nguy hiểm như trước đây, cái tiên lượng nó tốt hơn và các anh chị có thể dùng siêu âm Doppler hoặc siêu âm 3D các anh chị sẽ chẩn đoán cái dây rốn xoắn tốt hơn. Thì đây là một cái nghiên cứu năm 2018 người ta so sánh, tại vì cái vấn đề song thai một nhau một ối người ta lo lắng cái vấn đề hai cái dây rốn xoắn nhau và làm mất tim thai em bé. Thì đây là một cái nghiên cứu mono khá là lớn và người ta cho ra thấy rằng đối với những cái đứa mà song thai một nhau một ối nó nhập viện để theo dõi hay là so sánh nằm ở nội ngoại trú thì cái tỷ lệ tử vong nó khác biệt không nhiều. Thứ hai là đối với những cái tử vong á, thường sau 32 tuần nó không có tăng, có nghĩa là người ta không có nghĩa là cái vấn đề đối với cái song thai một nhau một ối cái khó là cái thời điểm chấm dứt thai kỳ, người ta có cái xu hướng đưa ra sớm vì người ta sợ nó sẽ xoắn nhau mà mất tim thai. Cho nên người ta thấy rằng cái nghiên cứu này cho thấy rằng cái tỷ lệ tử vong nó không tăng sau 32 tuần mà thường nó sớm trước đó là do bất thường dị tật, do sanh non hoặc do trap vân vân. Cho nên theo cái nghiên cứu này người ta nói rằng đối với cái song thai một nhau một ối thì cái thời điểm chấm dứt thai kỳ có thể từ trong khoảng đến 33 đến 35 tuần, và đây cũng là một cái khuyến cáo của những cái hội nghề nghiệp. Chị thấy đây là một cái dây rốn xoắn, chị thấy hai cái dây rốn này gì nó bám sát nhau này các anh chị ha, cho nên nó phải xoắn nhau thôi. Đây hai cái hình ảnh dây rốn nó xoắn lại với nhau. Rồi bây giờ có một cái nữa là biến chứng một cái thai chết. Các anh chị đang theo dõi một cái song thai thì các anh chị phải hiểu rằng nhất là song thai một bánh nhau nó có cái tần suất một cái đứa nó bị mất tim thai, và anh chị lưu ý rằng nếu mà nó có biến chứng truyền máu trong song thai, thiếu máu đa hồng cầu, chậm tăng trưởng tử cung á, thì nó có nguy cơ một cái đứa chết, là cái chuyện đó là có nguy cơ rồi, nhưng vẫn có thể xảy ra ở những đứa hoàn toàn không có biến chứng vẫn có cái tỷ lệ mất tim thai một một đứa. Thì khi các anh chị thấy khi một cái đứa mất tim thai thì cái đứa mất nó sẽ là cái áp lực âm, và cái máu từ cái thai sống nó sẽ qua cái những cái chỗ thông nối và nó sẽ đi đến cái thai chết, và như vậy cái đứa sống nó bị mất máu, giảm thể tích thì nó sẽ giảm tưới máu các cơ quan và đặc biệt là não, cho nên nó gây những cái tổn thương trên não rất là đặc hiệu. Như vậy cái đứa sống còn lại khi các anh chị thấy một song thai mà nó một đứa chết thì cái đứa còn lại các anh chị phải quản lý ở những cái tuyến trên và theo dõi sát siêu âm đo cái PSV não giữa, tại vì chúng ta biết rằng nó mất máu, nó thiếu máu thì nó sẽ có ảnh hưởng lên cái vận tốc đỉnh tâm thu của động mạch não giữa, cho nên các anh chị phải siêu định kỳ để đo cái PSV não giữa để xem em bé có bị thiếu máu hay không, và sẽ chỉ định MRI sau 4 tuần tức là sau khi phát hiện thai lưu, tại vì nó phải có thời gian mới gây tổn thương não. Thì các anh chị thấy ngay cả khi siêu âm các anh chị không thấy bất thường, các anh chị vẫn phải làm MRI để loại trừ những cái tổn thương não. Thì đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng khi một cái đứa chết thì cái đứa còn lại nó sẽ có những cái nguy cơ gì, nó sẽ khác nhau giữa song thai hai bánh nhau và song thai một bánh nhau. Tất nhiên song thai bánh nhau nó cũng có những cái nguy cơ so với cái đơn thai, nhưng mà đối với cái song thai hai bánh nhau và một bánh nhau thì các anh chị thấy cái tần suất thai chết nó cũng tăng lên, ví dụ 3%, 15%. Các anh chị thấy cái sinh non là một cái biến chứng rất là xảy ra rất là nhiều, trên 50% những cái song thai mà có một đứa chết thì đứa còn lại nó sẽ có nguy cơ sinh non lên đến 50 đến 65%. Và những cái tổn thương não mà thấy được trên siêu âm á là đối với cái song thai bánh nhau nó lên đến 34%, có nghĩa là 1/3 những cái trường hợp song thai mà có một đứa chết thì sẽ có cái nguy cơ tổn thương trên não ha. Và những cái đứa này về sau có sự phát triển hệ thần kinh về sau nó có thể có nguy cơ đến lên đến 25%. Đây là một cái ca lâm sàng, chị thấy đây là một cái tam thai. Đây là một cái đứa này đứa trap. Và sau đứa trap theo dõi thì cái đứa trap rồi đây là một cái đứa sống. Rồi, đây cái đứa thứ hai nó bị lưu. Có nghĩa là một cái tam thai có hai đứa bình thường và một cái đứa trap. Thì đứa trap nó lưu, rồi sau đó đến cái đứa sống, một đứa sống nó lưu. Nên chị thấy đây là cái đứa sống bình thường nó luôn, và cái đứa còn lại sau đó thì nó bị tổn thương não. Các anh chị thấy đây là một cái ảnh rất là đặc hiệu của cái tổn thương não trong khi song thai có một đứa chết, đó là cái nó giãn não thất rồi nó bị cái nhu mô não nó bị thoái hóa đi
nó bị thiếu máu và nó bị trên cái hình ảnh em ra các anh chị sẽ thấy đặc hiệu, và đây là các anh chị thấy nó tổn thương, nó biến mất cái thể chai luôn. Đây là cái hình ảnh rất là đặc thù của cái tổn thương não trên MRI của cái đứa vừa mới bị cái siêu âm, các anh chị thấy. Và cuối cùng đó là cái song thai dính. Thì các anh chị biết rằng cái song thai mà khi nó cái sự phân chia nó xảy ra muộn, ngày 13 đến ngày 15, và khi cái đĩa phôi nó đã hình thành rồi thì nó sẽ có cái hình thành gọi là cái song thai dính. Thì cái biến chứng này rất là hiếm, 1 trong 100.000, và người ta sẽ phân loại cái song thai dính tùy theo cái vị trí dính, có thể trên mặt cắt dọc, nó dính ở vùng vùng cùng cột hay là vùng ngực, vùng bụng, hoặc là dính bên ha. Thì đây là một cái ca song thai dính khoảng 12 tuần. Thì anh chị thấy là hai đứa nó dính nhau, nó dính nhau bụng và ngực. Vậy thì kết luận đối với cái siêu âm trong song thai một bánh nhau thì cái vai trò của siêu âm là gì? Các anh chị xác định tuổi thai dựa trên đo chiều dài đầu mông của thai lớn hơn. Các anh chị phải dán nhãn thai nhi, là vì song thai nó khi có một đứa bất thường cần theo dõi hoặc khi các anh chị cần can thiệp thủ thuật thì các anh chị sẽ xác dán nhãn thai nhi, thai trái, thai phải, thai trên, thai dưới dựa theo cái vị trí của màng ổi. Các anh chị phải xác định cái số bánh nhau màng ổi, có nghĩa là song thời điểm chính xác nhất đó là 12 tuần. Cái người siêu âm 12 tuần phải ghi kết luận song thai một nhau hai ối, song thai hai nhau hai ối, hay song thai một nhau một ối. Như vậy anh chị sẽ dựa lên cái dấu mà rất nhạy và rất đặc hiệu ở quý 1, đó là cái dấu hiệu lambda sai có hay không. Rồi anh chị phải nhận diện được những cái biến chứng của song thai một bánh nhau. Thì đó là những cái biến chứng gì? Đó là biến chứng hội chứng truyền máu trong song thai, có cái sự khác biệt về nước ối rất là rõ. Khác biệt về trọng lượng thì có nghĩa là có một đứa chậm tăng trưởng có chọn lọc. Khác biệt về hemoglobin, tức là dựa trên cái vận tốc đỉnh tâm thu của động mạch não giữa. Và cuối cùng đó là cái hội chứng hiếm hơn, đó là hội chứng không tim không đầu, hội chứng acardiactin. Vậy thì khi cái lịch trình siêu âm của song thai theo iSUS, đối với cái song thai một bánh nhau thì cái lịch trình siêu âm là thời điểm 12 tuần, sau đó là các anh chị siêu thần tiếp theo là 16 tuần, và sau đó mỗi 2 tuần. Mỗi 2 tuần các anh chị phải đi siêu âm nếu nó không xảy ra biến chứng. Còn ví dụ như thời điểm 26 tuần, 24 tuần các anh chị thấy có một cái đứa có hiện tượng thiếu máu, đa hồng cầu, hay là 28 tuần có một đứa chậm tăng trưởng tứ cung, mất sóng tâm trương, thì cái lịch trình các anh chị sẽ gần hơn. Còn đây là cho những cái đứa bình thường, 12 tuần, 16 tuần và mỗi 2 tuần. Còn nếu anh chị kết luận đây là cái song thai hai bánh nhau thì các anh chị siêu âm thời điểm 12 tuần và tiếp theo là 22 tuần, và sau đó các anh chị sẽ siêu âm mỗi 4 tuần chứ không phải mỗi 2 tuần. Thì đây là cái khuyến cáo quản lý song thai theo Hiệp hội Siêu âm Sản phụ Khoa Thế giới. Thì cái phần trình bày của Nguyên là đã hết, và sau đây thì sẽ tiếp theo cái phần trình bày của bác sĩ Thư Hương, và sau đó sẽ đến phần thảo luận. Thì các anh chị có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên cái fanpage của Samsung và để các anh chị để cho Nguyên, và sẽ trả lời những cái vấn đề các anh chị mình sẽ bàn luận thêm.